Mai Linh, màu xanh cuộc sống. Hai mươi lăm năm qua, công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh đã không ngừng vươn lên để khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành vận tải taxi tại Việt Nam. Với phương châm, ở đâu có nhu cầu đi lại, ở đó có Mai Linh. Công ty luôn đặt ra tiêu chí chất lượng, an toàn, chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo và tiện ích nhất. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách truyền thống, trong đó có Mai Linh, đang bị các hãng taxi công nghệ gây khó khăn trong một sân chơi không bình đẳng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mai Linh chấp nhận một sự lép vế. Với truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển, với bản lĩnh của những con người đã được tôi luyện trong bom đạn chiến tranh, trên hết là với thương hiệu của một hãng taxi hàng đầu Việt Nam, Mai Linh đang từng bước chuyển mình để phù hợp với xu thế hội nhập trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Với phương châm, tiện ích cho khách hàng là điều quyết định tất cả. Vừa qua, Mai Linh đã cho ra đời ứng dụng gọi xe hiện đại với tên gọi Mai Linh Online trên cơ sở những nền tảng có sẵn của tập đoàn Mai Linh, phù hợp với con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Việc gọi và điều xe cùng phương thức thanh toán mới, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, chính xác, tin cậy được Mai Linh áp dụng đã góp phần mang đến những lợi ích thiết thực cho khách hàng trong việc giảm giá thành, giảm cước phí. Với ưu thế sẵn có của taxi truyền thống là thương hiệu, sự chuyên nghiệp, bài bản cùng việc ứng dụng công nghệ, lợi thế cạnh tranh của Mai Linh không thua kém bất cứ hãng xe công nghệ nào. Tiếp nối thành công trong việc triển khai ứng dụng Mai Linh Online trong điều và gọi xe taxi để đem lại tiện ích cho khách hàng và phục vụ tốt hơn nữa với mọi loại hình vận chuyển trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Bên cạnh dịch vụ taxi, từ ngày 20 tháng 11 năm 2017, công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh chính thức đưa vào hoạt động loại hình Mai Linh Bike tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mai Linh sẽ triển khai đồng loạt ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thử nghiệm vào ngày 20 tháng 11 và cái ngày đó là ngày hiến chương quốc tế ngày nhà giáo, thì các thầy giáo cô giáo đi sẽ được khuyến mãi đặc biệt là không mất tiền. Và thứ hai nữa, sau khi mà triển khai thành công, khách hàng cũng như Mai Linh rút kinh nghiệm những cái gì chưa phù hợp, chưa hoàn thiện sẽ cải tổ nó và triển khai ở Việt Nam đồng loạt, thì người Việt Nam có 45 triệu cái xe máy, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ đạt được mục tiêu là 1 triệu cái xe máy của học sinh, sinh viên, những cái người đi làm thêm, và đặc biệt là tổ chức cái hoạt động này có kiểm soát, tổ chức huấn luyện đào tạo cũng cái đội này có thể là phòng chống tội phạm trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Phòng ngừa tội phạm và phòng chống tội phạm thì luôn luôn là cái mục tiêu của các doanh nghiệp vận tải nói chung và của Mai Linh nói riêng. Với ứng dụng Mai Linh Bike, khách hàng không còn phải ra ngõ đón xe ôm mà chỉ cần một điện thoại kết nối mạng thì có thể đặt xe đi bất cứ đâu với giá thành hợp lý nhất và phong cách phục vụ tận tình nhất, chu đáo nhất. Khách hàng khi sử dụng ứng dụng này sẽ được biết đầy đủ thông tin về lái xe, từ họ tên, hình ảnh, biển kiểm soát đến số điện thoại lái xe cũng như thương hiệu Mai Linh, tên tuổi trong ngành vận tải Việt Nam. Tất cả những điều đó sẽ tạo sự yên tâm hơn cho khách hàng khi chọn Mai Linh Bike. Tôi rất là sẵn sàng ủng hộ Mai Linh Bike vì Mai Linh Bike cũng đã có, ngoài Mai Linh Bike và Mai Linh Taxi cũng đã có thương hiệu lâu rồi. Nên là tôi và tất cả mọi người rất là đều ủng hộ. Chúc cho Mai Linh Bike và Mai Linh Taxi ngày càng thành công và lớn mạnh hơn. Em là nhân viên văn phòng và em được biết là Mai Linh mình có phát triển Mai Linh Bike, và em muốn kiếm thêm thu nhập nên em đã đăng ký Mai Linh Bike. Trong thời gian mà anh chạy xe đó, anh cũng mong muốn là Mai Linh đã có tiếng từ lâu rồi mà chưa có Mai Linh Bike, nên anh vừa trên đường đi anh mới nghe được là anh vô đăng ký liền. Anh mong muốn là Mai Linh Bike phát triển mạnh để cạnh tranh với những thương hiệu khác, để Mai Linh thiệt là một thương hiệu của Việt Nam mình chính gốc. Mai Linh Bike cũng như những tiện ích khác mà Mai Linh đã và đang triển khai sẽ hướng tới sự hài lòng của khách hàng. Đồng thời, Mai Linh mong muốn đóng góp vào việc xây dựng một môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh, công bằng trong thời công nghệ, góp phần đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như tăng thu nhập cho nhiều lao động nhàn rỗi, tăng nguồn cho thu ngân sách nhà nước. Mai Linh, xe ôm của người Việt, tự hào thương hiệu Việt.